Nay là mùng 9 tháng 9 âm lịch nhỉ. Chúng ta nhìn này, gió là rất to. Gió to lắm nha. Gió cực to luôn. Gió to lại mưa, trời lại hơi lạnh lạnh. Hơi lạnh lạnh. Gió rất to và lạnh. Chúng ta xem cái đàn ong tôi mới xây tối hôm mùng 7. Xây đàn thủ công đây. Đàn chủ công xem thế nào. Đã xây thì chúng ta phải cho ăn tốt. Giờ tôi nhấc cái van ngăn này lên. Ngoài nó có một cái miếng tai mèo. Cái này là toàn lỗ ong đực. Để xem nó có lên nhộng không. Hầu như là không lên, cũng đang lên nhộng đây nhưng mà ít, lượng quân nó phủ vào nó không có mấy. Đấy. Và cho ăn hai máng liền xem mức độ nó xây thế nào nhá. Ong nó được ăn no, chúng ta nhìn trông như này. Ong ăn no vào thì trông nó to con. To. Nó to lắm. Đã to lại còn mỡ. Ong là giao tiếp bằng dâu nhé. Giao tiếp bằng dâu đang có sự phản xạ. Tôi sẽ nhấc cái cầu này lên. Nuôi ong thì chúng ta phải cho ăn, nhưng mà chúng ta mà không cho ăn nên là đàn ong không phát triển mà không có năng lượng. Thế cho ăn vào đàn ong này nó ấm lên hẳn bao nhiêu, con ong nó to. Đây. Cầu đây. Giờ lượng phấn là tương đối đầy đủ cho ăn xây vuông đét. Cầu này là cầu mới, đây thì loáng thoáng có ong đực, tuy nhiên ong đực bé, tôi cũng chưa làm tầng. Tầng mới này xây phải khéo, chúng ta xây mà không khéo là nó ra. Khéo hay không là nó phải do cái lượng chúng ta cho ăn. Đây, con đàn này. Cầu này. Cầu này là phóng vào tối hôm mùng 7. Làm video cho đợt trước rửa tầng. Đàn chủ công. Đây, lượng xây đây. Đây, trong vòng 2 ngày tôi sẽ dựng lên. Dựng lên. Đây chúng ta nhìn này. Đó. Xây rất đẹp. Thế là bằng vị trí 48 tiếng. Nó chưa có trứng. Xây như thế này chúng ta cứ cho ăn vào, xong là chúng ta cho nó vít nắp, cho ăn nhiều vào thì đàn ong nó sẽ tự vít nắp. Nó vít nắp rồi là chúng ta mang đi đàn khác. Đấy, xây rất đẹp đấy.
Đây còn ong đực này, ong đực này cũng bé thôi, nó chưa đại trà cũng không nên làm chuỗi. Chúng ta nhìn này, cầu ong rất đẹp, xây 48 tiếng. Xây xong chúng ta phải tăng cường cho ăn để đàn ong nó sẽ có năng lượng. Thì sau 48 mà nó xây được như thế này rồi chúng ta sẽ đặt thước vào là ok. Thước thì 0,7 ly nhé. Thước này 0,7 ly. Đây thước tôi toàn là mua bằng thước bằng là bằng gỗ lim. Cho ăn không tiếc. Ăn cứ nhẹ ra thì thôi. Cho ăn tăng cường vào thì mật này nó mới bít nắp được, nhưng còn đã không cho tăng cường ăn tốt là động rất đẹp. Đặc biệt là không nhìn thấy con ong chúa đâu cả. Không nhìn thấy ong chúa. Chờ cái lớp mà ong đực mới ở góc này là sẽ trồi lên là tôi sẽ bắt đầu làm chúa. Làm chúa trong vòng cái tháng 9 này chúng ta thấy rất tháng 8, tháng 9. Thứ nhất là thời tiết không thuận lợi, cái thứ hai lượng ong đực ít. Cái ong đực lạc lõng cái dạng quầy như thế này thì ăn thua gì? Chúng ta phải chờ ong đực ở cái góc này nó đại trà nó nở. Ăn là phải cho ăn liên tục thì con ong nó mới đủ năng lượng, nó làm nó mới bít nắp được. Gần đến mùa rét rồi, mùa này thì nhưng mà chỗ bác nào mà cứ có ong mà không phải cho ăn đấy là rất tốt, nuôi ong rất tuyệt vời. Nuôi ong rất tuyệt vời. Về mùa dưỡng này chúng ta lên để ong đàn là ong 2, ong 3 cho vượt đông. Vượt đông mà cái khoảng này đây, chúng ta nhìn cái nhộng ong đực ấu trùng trứng này. Đấy, quả trứng to chưa, chúng ta nhìn đây con ấu trùng này độ một ngày tuổi nó chỉ ngang với quả trứng thôi nha. Kiếm con ấu trùng nó nở xem là nghe cũng khó lắm. Đây con ấu trùng chắc mới nở đây, chúng ta phải nhìn tinh, không phải nó to to tí như cái con này thì nó rõ, con này hai con này cực bé này, cái con mặt bên kia con mặt bên đây. Về
là chúng ta nhìn con ong thợ này, rõ không? Từng cái lông một đấy, màu sắc của con ong trông rất đẹp. Ong người giao tiếp nó bằng râu nhỉ? Đây trong con này, chúng ta nhìn. Nay trời nó cũng hơi gió to, nó cũng hơi lạnh tí. Video hôm nay đến đây tạm dừng. Khi các bạn xem gần hết video sẽ hiện lên 4 danh sách: 1. Tạo ong chúa. 2. Sinh học của ong mật. 3. Bệnh ong và cách chữa. 4. Kỹ thuật nuôi ong hiện đại. Trong những danh sách này là gồm các video dành cho kỹ thuật nuôi ong cần thiết cho các bác và các bạn mới bắt đầu tập nuôi ong. Để ủng hộ kênh, các bác, các bạn hãy nhấn vào chữ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Tạm biệt.